Le petit gamin qui traîne le buffle. Mes chers amis, je suis très heureux de vous présenter le buffle que vous avez contribué à acheter, son propriétaire et le petit garçon qui le conduit. Voilà. Oh là là, c'est bien. Merci beaucoup de l'avoir sorti exprès pour nous. Il se fimelle tout. Yes, aussi. Elle est belle, elle est belle. Très belle, très costaud. Oh, yes. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah bah ça mange tout, hein. Ça mange tout, vous savez, un buffle. Tout ce qui se trouve. Regardez comme elle se régale, là. Elle se régale, hein. Ah, she's not afraid of your tie. Et le petit bonhomme qui la tient à la ficelle. Oh, c'est bien. Ah, superbe. Superbe. Ah yes, it's a good scene. Ah, voilà. Ça c'est le propriétaire. C'est le monsieur. C'est le propriétaire. Ah, voici le propriétaire qui va le tenir. Oui. Ok. Ciao Anne. I'm very happy to meet you. And I am making this movie to explain to the donors, to explain to the donors why you need this buffalo and what was the situation before and now for you. Ông nói là ông rất vui được gặp ông chủ của con tàu này. Thì hôm nay là ông quay một đoạn phim ngắn để giải thích vì người mà cho tiền để mua con trâu này á. Này, thì ông muốn biết là lý do anh vì sao mà anh lại chọn nuôi trâu, vì trước đấy thì như thế nào và trước đấy thì nuôi trâu như thế nào và sau này nuôi trâu thì để như thế nào. Voilà, je viens de lui demander được nhận nuôi trâu rồi đó. Qu'il explique un petit peu ses situations avant d'avoir le buffle et maintenant. Voilà. Gia đình con thì thực tế là trước đây cũng có nuôi trâu, nuôi trâu nái. Thì vì nhân dịp đi có cái tài trợ thì cũng có thực tế thì có một gia đình nuôi, thì họ trả lại gia đình con đón nhận những người của này để cho hồi cũng có đồng tiền và gia đình cũng được hưởng biết lâu. Before that, he has a buffalo, female buffalo too, and he products a lot of calf. Yes. And for a long time, he stopped it because he must work far from home. And now he stay at home, and he consider that he has enough quality to raise a buffalo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, il avait auparavant un troupeau de buffles qu'il aidait dans sa ferme, quelques buffles. Et d'ailleurs, la buffelesse avait produit beaucoup de petits. Et il a dû s'en débarrasser, puisqu'il était appelé, comme beaucoup ici, à travailler à l'étranger, en particulier au Laos, pour gagner un peu plus d'argent. Et maintenant qu'il est revenu, eh bien, la branche de charité, c'est-à-dire la Caritas locale, a convenu qu'il avait les capacités nécessaires de reprendre l'élevage de buffles. Donc il va effectivement demander à cette buffelesse de lui produire de nombreux petits de façon à pouvoir vivre un peu de cette activité. Voilà. Voilà. Il a un beau sourire. I think he's very happy to begin again to grow buffaloes. Raise buffaloes. Yes. Ông nghĩ là ông là rất vui khi nhận để nuôi dưỡng con trâu này. Có phải thế không? Yes, very happy to do that. Yes. Does he knows how we get the money? We get the money to buy this buffalo. Ông có lẽ chắc cũng chưa biết là làm sao mà để hồi mà có tiền để cho ta nuôi con trâu này, có lẽ cũng chưa biết vì sao mà có phải không? He doesn't know. He doesn't know. Yeah, explain it directly, in Vietnamese. On est en train de lui expliquer comment il a gagné, comment nous avons gagné cet argent. Voilà. Thì ông đến cả cái trường học á, thì ông là
trình chiếu những con trâu ở bên Việt Nam mình cho những cái em học sinh ở trường học á. Thì những em học sinh này cũng rất hứng thú về những con trâu, rất thấy rất là vui, rất là hào hứng, rất là elle a vraiment faim. Hiếu. Do đó mà nhà trường cũng thấy các em thích con trâu như vậy thì nhà trường cũng tổ chức các cái cuộc chạy để ủng hộ quyên góp tiền mua những con trâu hoặc là giúp đỡ những em học sinh nghèo ở Việt Nam mình á. Quyên góp tiền, hình thức quyên góp tiền như vậy. Chứ không phải là của từng nhà bỏ ra đâu, mà hình thức là quyên góp. Quyên góp từ các em học sinh ở học tập các trường. Voilà. Et je pense qu'il a compris. L'explication qui expliquait comment on avait gagné cet argent pour pouvoir lui permettre d'acheter cette buffles. Est-ce qu'elle est dressée pour... Does she knows? She knows? It knows. It's an animal. It knows how to plug. Yeah, to plug. On est d'avoir gagné? Non. Non, ah, il faut l'adresser. Ah, we want to make the buffalo to carry a flower. Yes. Ah oui, ça serait bien. Yes. It's possible. On va faire une petite démonstration de labourage avec. Et what happens here? Là. Yes. Elle est vraiment. Elle veut plus quitter le bananier maintenant, hein, parce qu'elle a bien aimé, hein, manger des feuilles de bananier. Elle ne doit pas s'en régaler souvent. Ah, la brave bête. Oui. Qu'est-ce que c'est bien? Elle est belle. Chong. 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 Hello. Oui, oui. Ah, elle est belle, hein? Seems to be very strong. Très belle scène. Con đi được cái gì để về thả cho cháu về chúng mày có giống chứ ạ. Con đi con thật là em đang to lúc. To lúc mà nắm đi ít rẻ. Le petit bout, le petit bout qui est à côté. To lúc nó khó chịu rẻ đó không? In Vietnam, we know that the buffalo has strong hair. It's stand on the coat is not good. Yes. The buffalo with strong hair. Yes. 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 Que les bœufs, en particulier pour... voici donc la charrue qui est en train d'être amenée. Voilà, on va faire l'attelage. Comme ça, vous aurez la démonstration complète. Oh, I'm very happy of that. Yes. Très content. On est en train de... Eh oui, elle n'aime pas. She does not want. Oh. She's afraid. She's afraid. Oh my God. Brave bête. Non, non, non. Oh là là là, c'est difficile. Is it the first time? Oh là là, c'est difficile. Je crois qu'on est parti dans une drôle d'aventure. Oh my God. Et tout le village de rire. La pauvre bête. She's afraid. I think it's the first time. Hein? It's the first time. Il faudra encore un peu de patience. Hein? Il faudra encore un peu de patience. Oh là là, la pauvre. Oui, 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 oui. Donc là, et puis vous avez la charrue derrière, vous voyez, hein? Voilà, directement.
Mais avant qu'elle le fasse, il y aura du travail, hein? je pense. Much work to do that correctly. Hein? Much work to do that correctly. Oh, come on. Sin, come on. On va pas la faire souffrir plus longtemps. We stop. Thank you very much. Thank you.